Đây là một chiếc pháo hoa cổ điển nha. Đây là xịt đen. Wow, đầu tàu rất là đẹp nha các bạn. Đây. Yeah. Wow. Đẹp nha. Ok. Tiếp theo sẽ đến với một chiếc robot car biến hình nha. Đây. Chân đấy nha, đây để hai cái tay này. Yeah, yeah. Wow. Đến đâu đến nhà bạn. Ok. Yeah. Wow, rất là đẹp đấy nha. Đến. Rồi. À, đây là một chiếc là chỉ để DHT đây. Để chuyển giao hàng nha. Yeah. Ok.